sông núi, anh em ta đắp đời sông núi, quyết bảo vệ gia sản, ta thề chết cho quê hương. Đây một chiều con tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hai ba chân, đây lý lẽ trần, 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoài sân. Ủy ban vận động chính trị về nhân quyền cho Việt Nam, Human Rights for Vietnam Park, là để tiếp nối cho sự thành công của tỉnh nguyện thư. Hãy cùng nhau trực tiếp vận động chính giới Hoa Kỳ thực thi nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại về nhân quyền cho Việt Nam. Xin hãy ủng hộ cho Human Rights for Vietnam Park. Vâng, Trường Thắng xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SPTN. Ngày hôm nay Trường Thắng sẽ được trở lại với quý khán giả trong chương trình Nhân quyền của SPTN. Tiếp tục cái câu chuyện tuần trước liên quan đến những vụ kiện về đất đai của dân hoàng Lê Thị Kim Thu với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ngày hôm nay Trường Thắng sẽ được mời chị Lê Thị Kim Thu trở lại với quý khán giả để tiếp tục nói chuyện về những vụ kiện mà chị đã theo đuổi trong 28 năm vừa qua. Một lần nữa Trường Thắng xin mời chị Lê Thị Kim Thu có vài lời với khán giả SPTN. Kim Thu xin chào Trường Thắng, Kim Thu xin chào quý khán giả đang theo dõi đài truyền hình SPTN. Lần trước đó, chị Kim Thu có nhắc đến 3 cái vụ kiện liên quan đến vấn đề đất đai giữa chị và chính quyền Cộng sản Việt Nam. Chị đã nói một vụ kiện rồi, thì còn vụ kiện thứ hai như thế nào thưa chị? Thưa anh, giờ Kim Thu xin phép trình bày cái vụ kiện thứ hai là diện tích đất 500m2 tranh chấp với nói tranh chấp nó cũng không đúng, mà phải nói là bị ông Hoàng Tất Được, đội trưởng thi hành án cướp trắng. Nay, cái 500m2 này của chị nó nằm ở trong cái khu 220.000m2 của gia đình chị đúng không? Dạ thưa không, nó nằm ngoài, nó là tình tiết, nội dung, nguồn gốc khác nhau. Ba vụ kiện. Nó nguồn gốc như thế nào? Cái 500m2 này của chị? Cái nguồn gốc là xin cái tấm hình mà giấy viết tay của Nguyễn Đức Đầy. Dạ, cái hình này. Dạ, đây, là ngày 15, quý vị thấy là ngày 15 tháng 12 năm 88, thì ông Đầy là chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất. Thì trước ổng là ở huyện Vĩnh Cửu, nhưng khi đó ông chuyển ra Thống Nhất, thì ổng khi đi, ổng trước khi đi, ổng có cho gia đình Kim Thu là ông Được và bà Chính và anh em của ông Được, cả hai người 10 mét đó trên cái theo cái giấy này. Dạ vâng. Thì tại sao thấy nó cái vô lý, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng một mảnh giấy viết tay mà ông Hoàng Tất Được, đội trưởng thi hành án, nay là cán bộ trợ giúp pháp lý cho Ủy ban Nhân huyện Vĩnh Cửu thì sử dụng được. Ừ. Mà mẹ bà Chính là mẹ của Kim Thu lại không sử dụng được. Vâng. Và một phần đất của cũng 5 mét ngang đường lộ nhựa, anh em của ông Được thì ông Được đứng ra bán được. Dạ vâng. Đây. Còn hình này. Cái hình thứ hai này là năm 1000 thì họ cứ như vậy thôi, rồi đến năm 1991 thì ông Châu á, cha vợ của ông Hoàng Tất Được á, là đi xuất cảnh diện HO. À. Thì họ ngấm ngầm với nhau họ ăn cướp. Thì đùng cái khi mà ông Đầy đi về Thống Nhất thì bà Nguyễn Thị Lượng đến đây dọn cỏ, thì Kim Thu thấy ồ tại sao bà này ngang ngược vậy, thì Kim Thu mới hỏi ông Được, thì ông Được mới thảo giùm cho Kim Thu một cái mẫu đơn. Khi thảo lên mẫu đơn không biết là cái mưu đồ của họ muốn cướp cái mảnh đất này. Vâng. Thì khi mà lúc đó là ông Được làm cán bộ của viện kiểm sát, khi đưa lên thì hỏi cái giấy mà cái ông viện trưởng, lúc đó ông Hoàng Tất Được chỉ là viện kiểm sát viên thôi, còn cái ông viện trưởng mới hỏi Kim Thu là có cái giấy gì để chứng minh là ông Đầy cho đất hay không, thì Kim Thu đưa cái hình ban đầu đó. Vâng. Là cái ảnh là cho giấy viết tay đó. Vâng. Thì khi đó đưa, Kim Thu không có photo giữ lại cái giấy đó, thì lại đưa cái giấy chính bằng cái giấy gốc này. Vâng. Thì bị ông Được thủ tiêu. Thì à, ngấm ngầm đến năm 91 thì mới làm giấy cho cha vợ ông Được đứng tên. Vâng. Là ông Nguyễn Văn Châu đi Mỹ xuất cảnh diện HO. Thì khi mà ông Châu đi HO rồi thì ở nhà ông Được mới chuyển tên của cái mảnh đất này để bán cho bà Cẩm Nhung. Vâng. Thì ông Được ở nhà mới lấy giấy tờ ra để chuyển tên từ ông Nguyễn Văn Châu sang cho bà Cẩm Nhung. Vâng. Nguyễn Thị Cẩm Nhung lại là vợ của phó giám đốc Lâm Trường Mở Đà, tức là người có tầm cỡ. Thì Kim Thu mới phát hiện ra là ồ sao đất của tôi đóng gạch, mà cái hình vừa nãy á, là cái hình thứ hai là của Kim Thu để từ năm 91 đây đóng gạch này. Vâng. Thì khi mà năm đến cái đống gạch này, đống gạch này của Kim Thu. Của Kim Thu để giữ đất mà. À. Thì cái nhà ông Được đó, cái tường đó là cái nhà ông Được là được cũng cùng mảnh giấy cho đất đó. Vâng. Ông Được đang ở. Vâng. Thì khi mà năm 91 rồi ông Châu đi Mỹ, thì vài tháng sau thì cán bộ địa chính xuống chuyển quyền sử dụng đất.
thì xác định vị trí trên dưới đất thì nhà ông Được với Kim Thu sát nhau. Vâng. Thì yêu cầu Kim Thu là ký. Kim Thu không ký, Kim Thu quyết liệt nói: "Ơi, tại sao đất của tôi mà lại ông Châu đứng tên?" Thì lúc đó Kim Thu phát đơn kiện, thì đến thì lúc đó lại có cái quyết định của ông Châu rồi. Ủy ban huyện ra quyết định số 195 cho Nguyễn Văn Châu. Thì khi mà quá trình kiện thì đến năm 93 thì cái buổi chiều này ông Được mới bốc gạch thuê giang hồ nè, bốn người đó là giang hồ ở phía sau. À. Bốc gạch của Kim Thu đổ ra đó, ngang ngược chưa? Vâng. Thì Kim mới kêu người tới dọn cỏ, thì Kim Thu mới lên lôi cái ông chủ tịch huyện và cái ông ký quyết định luôn. Vâng. À, thì ra, thì khi đó ổng ra thì buộc, bây giờ không có chứng minh được. Và những cái gì Kim Thu chứng minh thì sau đó là khi mà Kim Thu bị mất mưu ông Được, thì Kim Thu mới lừa lại ông Hoàng Tất Được này. Vâng. Mới nói là ông Ân Vân Châu, viện trưởng viện sát, nói anh giữ cái giấy gốc của ông Đài cho đất em, anh cho em mượn lại. Ừ. Khi mà ông Được đưa lại cho Kim Thu là Kim Thu lấy luôn, không trả lại nữa. Vâng. Bây đó giờ tại sao có cái hình đó? À, thành vâng. ra bây giờ Kim Thu mới có cái giấy gốc để chứng minh. Thì khi đưa ra cái giấy này ra rồi á, thì ông Lê Minh Tánh, chủ tịch ủy ban huyện Vĩnh Cửu năm 93 mới thu hết những cái quyết định mà cấp đất này lại. Vâng. Thì cái bà khi mà cho bà Cẩm Nhung là phát hiện được rồi, thì họ Kim Thu đưa đơn họ không giải quyết và cứ ngấm ngầm, mới chuyển sang từ ông Nguyễn Văn Châu sang cho bà Nguyễn Thị Sơn Trà, tức là vợ của ông Được, con gái của ông Châu. Vâng. Thì bà Cẩm Nhung bà không mua nữa, bà trả lại. Vâng. Lấy tiền rồi thì bà chuột, bà nói ông Được nói là câu chuột. Thì đưa Kim Thu sang tòa, tòa án cũng không giải quyết được, vì lúc đó ông Được là thư ký của tòa án. À. Mà một cái bằng chứng hiển nhiên rất là rõ ràng, vì ông Được này ông chuyển nhiều công tác là bởi vì ông thường xuyên vi phạm pháp luật. Vâng. Mà ông là đảng viên đảng Cộng sản, chắc có lẽ vậy điều đó. Để bảo vệ cho ông nên ông không thể nghỉ được, dù ông vi phạm pháp luật nên ông cứ chuyển thôi. Không có đuổi ra khỏi đảng? Không có, không dám đuổi ra khỏi đảng. Tại vì đảng viên ai cũng vi phạm hết, giống nhau hết, làm sao mà đuổi. À. À, thì thành ra ông mới chuyển sang từ cái thư ký tòa án, ông nghĩ là sẽ thắng Kim Thu, nhưng khi ra đó rồi xử cái ông ngồi cái bịch, ông không trả lời được. Vâng. À, thì hai vợ chồng ông lấn cấn, thì đến năm 93 thì kéo ông chủ tịch ra buộc cũng phải thu hồi hết. Vâng. Thu hồi hết những cái quyết định đó gọi là quyết định phạm pháp. Nhưng thay vì mà khi thu hồi về phải ra cái thông báo này kia vẫn ngấm ngầm, mình vẫn kêu kiện, họ không trả lời. Mà nếu mà khi mà ra cái quyết định mà bị thu hồi như vậy á, là căn cứ vào điều 296 của Bộ luật Hình sự là tội ra quyết định trái với quy định của pháp luật là phải xử lý hình sự. Vâng. Nên họ không làm. À. Họ chỉ thu hồi bằng miệng và mình cũng thấy họ thu hồi. À, thì họ ngấm ngầm miết cho đến kéo dài, riết cho đến khi mà Kim Thu đi tù. À, khi mà đoàn thanh tra chính phủ vô chứ, xin lỗi, năm tháng 4 năm 2005, thì ông Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng đoàn thanh tra chính phủ vô theo quyết định chỉ đạo của Thủ tướng vô làm cái vụ việc này. Thì cái khu vực đất này đã được đo đạc. Vâng. Khi đo đạc có hình ảnh, và cái hình ảnh đó là họ chỉ lưu hành nội bộ chứ họ không cho Kim Thu. Nhưng mà trong cái nội bộ của họ biết Kim Thu bị oan, cho Kim Thu tất cả những bộ hình này. Vâng. Chỉ có huyện, tỉnh và trung ương đều có hết. Vâng. Thì khi mà họ cho Kim Thu những cái bức hình này rồi thì Kim Thu vẫn tiếp tục kiện. Thì thấy vô lý, cái bức hình này là cái bản đồ, đây là Sở Tài nguyên Môi trường đo năm 2000 lúc Kim Thu chưa đi ra Hà Nội. Vâng. Thì cái thửa đất mà 11,4m là đất của ông Hoàng Tất Được, Kim Thu đang tranh chấp. Vâng. Thì lúc đó vẫn là còn đất trống, quý vị thấy những cái tấm hình trước là đất hoàn toàn đất trống. Vâng. Đến năm 2005 thanh tra chính phủ vô vẫn còn trống, tại sao không trả cho gia đình Kim Thu? Ba thửa đất đo trên cái bản đồ, để ba thửa đất nhìn ở ngoài, nhìn vào phía bên tay phải là đất, mảnh đất thứ nhất là của ông anh ông Được. Vâng. Mảnh đất thứ nhì là ông Được đang ở, mảnh đất thứ ba có mũi tên là Kim Thu đang tranh chấp, là đất cho bà chính mẹ của Kim Thu. À. Mình thấy nó vô lý không? Vâng. Có một cái bản đồ Sở Tài nguyên đo rất hẳn hoi. Nên khi năm 2001 Kim Thu ra thì có ba cái công văn của văn phòng chính phủ mà thậm chí thấy cái việc của Kim Thu phức tạp và nó liên quan đến rắc rối đến cho nhiều cấp. Thành ra văn phòng chính phủ phải trực tiếp gọi điện thoại. Thì những cái công văn có đề lúc mấy giờ gọi điện cho ông A Văn Thinh, phó chủ tịch ủy ban tỉnh. Thì sau khi mà về thì những cái công văn 3180 của ông A Văn Thinh cấp tốc gửi cho văn phòng chính phủ. Khi có công văn này về nè. Yeah. Khi có công văn này là gửi cho chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai là công văn số 534. Thì khi mà về đó, phía bên tay trái là cái phần đó là văn phòng chính phủ phải gọi điện cho ông A Văn Thinh. Vâng. Tại vì nó có liên quan đến đất đi vùng kinh tế mới mà đến gia đình bây giờ Kim Thu coi như chưa có đất ổn định. Vâng. Thì ông nói là đây là trách nhiệm của mình rồi anh Thinh ơi.
nên mới phải gọi điện thoại, chưa có một cái vụ kiện nào như vậy. Vẫn không vậy, khi về thì mới cái công văn đầu tiên á, thì mới có cái công văn 3180 của Ma Văn Thinh. Khi có công văn này thì mới có một cái công văn trả lời nữa, thì Kim Thu không đưa cái đó lên. Thì yêu cầu chủ tịch ủy ban tỉnh để giải quyết, thì ông Thinh tức tốc giải quyết trả cho Kim Thu cái đất mà tranh chấp với bà Mai Thiệt Câu 1.000 m², nhưng cũng không giải quyết cái đất ông được. Nó vô lý không? Không giải quyết trả lời cái đất của ông được, và cứ ngâm cho đến bây giờ. Kim Thu đi tù năm 2008 ở Hà Nội về, thì năm 2009 ở nhà ông được ông xây hết. Từ đi năm đi 2008 thì cuối 2009 Kim Thu về, thì giữa 2008 mà 2009 đó thì ông được ông xây hết, xây bao một căn để xe hơi và một căn ông bán cho người khác xây nhà cấp 4 ở. Thì đến Kim Thu đi tù lần thứ 3, xin mấy cái tấm hình lên là Kim Thu sẽ chứng minh. Trước khi Kim Thu trở lại cái việc kiện cáo này, thì Nắng xin mời quý nhà theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Chúng ta sẽ trở lại trong giây lát. Đây một chiều khối ốc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hai bà chân, đây lý lựa chân, 4.000 năm chưa một lần khôi phục ngoài sân. Ủy ban vận động chính trị về nhân quyền cho Việt Nam, Human Rights for Vietnam Park, là để tiếp nối cho sự thành công của tỉnh nguyện thư. Hãy cùng nhau trực tiếp vận động chính giới Hoa Kỳ thực thi nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại về nhân quyền cho Việt Nam. Xin hãy ủng hộ cho Human Rights for Vietnam Park.